Gần 80 hộ dân ở thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu phản ánh về tình trạng nhà và đất của mình nằm trong khu quy hoạch dự án khu công nghiệp đô thị và sân gốc Châu Đức do công ty cổ phần Sona Deji Châu Đức làm chủ đầu tư hơn 13 năm vẫn chưa triển khai. Việc dự án chưa triển khai gây khó khăn cho đời sống và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của người dân. Trao đổi với phóng viên, đại diện các hộ dân cho biết, khoảng năm 2007, công ty cổ phần Sonadeji Châu Đức tiến hành dự án khu công nghiệp đô thị Châu Đức. Nhiều diện tích đất nông nghiệp đang là sinh kế của các hộ dân ở tổ 6, thôn Quảng Tây bị thu hồi. Người dân hoàn toàn đồng thuận và bàn giao đất theo yêu cầu của ngành chức năng. Các hộ dân chỉ còn lại phần diện tích nhà và đất ở. Theo quy hoạch ban đầu, nhà và đất của các hộ dân ở tổ 6 thôn Quảng Tây nằm ngoài dự án. Tuy nhiên, sau nhiều lần công ty xin điều chỉnh quy hoạch, quy mô dự án tăng từ 2.200 ha lên thành 2.287 ha. Phần diện tích đất mà dự án điều chỉnh tăng lên này gồm luôn cả gần 40 ha đất và nhà của gần 80 hộ dân ở khu vực tổ 6. Dự án ban đầu là khu công nghiệp đô thị Châu Đức cũng đổi tên thành khu công nghiệp đô thị Sân Gốp Sonadeji. Trước kia là bên kia người ta chưa có xây cất, chưa có mở đường á, thì nước nó rất là thông. Nhưng mà từ cái ngày mà công ty bên kia mà xây cất là coi như những cái đường hầm, đường hố này nọ là họ đã làm đưa hết về bên kia, là bên đây nước nó chỉ tuôn vô nhà hết. Mỗi khi mưa là nước nó vô nhà của dân. Mà vừa rồi đây là hai em học sinh lớp 1 đi bị trôi ngay cái ngõ bà lợi của ông của kia. Nếu mà không kịp thời người ta đi làm á, là coi như chết hai đứa nhỏ. Nên thành bây giờ là nhờ cơ quan nhà nước phải xác nhận cái vấn đề là đường xá, nước non đồ cho con em là cách làm sao để cho con em nó đi học. Chứ bây giờ cứ kéo giờ mười mấy năm, nhiều lúc lỡ chết con người ta là sao. Nhưng mà vừa rồi đây là nhà của bà lợi, nhà của chú Hoàng, nhà của con thứ nhỏ là coi như nước vô nhà hết. Còn cái con đường kế là coi như hơi đứa nhỏ bị trôi. Mà trong khi đó là đang mưa, đang sấm sét. Thì bây giờ nhà chính quyền địa phương là cấp tranh để mà nghiên cứu dùm các con đường với điện nước đồ cho mỗi khi mà mưa lũ đấy. Theo người dân, họ đã khiếu nại nhiều lần tại các cuộc tiếp xúc cử tri từ cấp xã đến cấp huyện, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết và chưa có một văn bản trả lời nào thỏa đáng. Theo ông Võ Đông Giang, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Châu Đức, về nội dung kiến nghị của các hộ dân ở tổ 6 thôn Quảng Tây, Ủy ban Nhân dân huyện đã giao cơ quan chức năng, Phòng Kinh tế Hạ tầng phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ủy ban Nhân dân xã mời các hộ dân đến làm việc hai lần để tuyên truyền, vận động chủ trương chính sách của nhà nước khi thu hồi đất. Nhiều hộ dân cơ bản đồng thuận, nhưng một số hộ có ý kiến về giá đất thấp. Về vấn đề này, hiện nay trung tâm đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện thuê đơn vị tư vấn khảo sát lại giá đất cụ thể, làm cơ sở công bố cho người dân. Trên cơ sở giá đất mới tổ chức triển khai, công bố cho người dân được biết. Nếu người dân đồng thuận thì tiếp tục kiểm kê, nếu người dân không đồng thuận thì tham mưu cơ quan có thẩm quyền báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, vì dự án này do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, ông Giang giải thích. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.